Ngày hôm nay em Trump sẽ được gửi tới các bác một cái mẫu xe máy dầu vừa chở được người, vừa chở được hàng, rất là to cao và rất là rộng rãi, siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn, siêu tiết kiệm dầu. Mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc các bác nhá. Đấy, tắp nô của chiếc xe thiết kế rất là đẹp mắt luôn này các bác này. Đấy, nhìn như siêu xe đúng không ạ? Có màn hình Android nhá. Có hai dàn điều hòa nha các bác. Đây, một dàn điều hòa của xe được bật ở đây và thổi ở trên khu vực tắp nô này, và một dàn nữa được đặt ở phía sau và thổi lên trên phần trần đây. Đấy, thiết kế thì các bác có thể nhìn thấy này, là đây một hàng nhá. Đấy, và đây một hàng. Và các bác nhìn cho em ở khu vực phía sau, cực to, cực rộng luôn. Chở hàng hay lắp thêm ghế thoải mái luôn các bác này. Đấy, chỗ này mình có thể lắp thêm hai hàng ghế nữa. Đây một hàng và dưới cái một hàng nữa, hoặc là mình để những cái ghế đỏ, hoặc là các bác trải một cái chiếu ở đây, trải một cái tấm thảm ở đây. Đấy, một cái tấm gỗ đi thì mình có thể nằm mà mình có thể sử dụng được bất kỳ vào cái mục đích nào, đúng không ạ? Đây, rất là rộng, các bác nhìn này, rất là rộng luôn. Rất to cao và rất là rộng rãi. Mẫu xe được mang tên là SsangYong Stavik các bác nhá. Và được sản xuất năm 2007. Máy dầu với động cơ là 2.6. Đây, các bác nhìn phía sau này, rất là rộng luôn. Và tiện đây em cũng giới thiệu với các bác là bên em đang có 3 con như thế này. Và đây một con nữa các bác này, đây một con nữa này. Và còn một con nữa nhá. Đây, một con biển Hải Dương. Và hai con biển Hà Nội. Hai con biển Hà Nội các bác nhá. Đấy, đứng từ phía sau các bác nhìn này. Chiếc xe nhìn như siêu xe của Đàm Vĩnh Hưng luôn, đúng không ạ? Đấy, chiếc này mà các bác mua về mình độ thêm phần nội thất. Đấy, hoặc là mình độ thêm, ví dụ như là mình bỏ ghế ra đi, em nghĩ là các bác mình nếu mà bác nào mà chơi một chút, mình bỏ cái hàng ghế này ra, đúng không ạ? Và mình làm toàn bộ độ cái phần nội thất này như một cái gọi là cái nhà di động đi, đúng không ạ? Thì em thấy sẽ rất là hay. Và với số tiền đặc biệt chiếc xe này cực kỳ là rẻ luôn. Nhìn như thế này thì nhiều bác tưởng đây là chiếc xe gần tỷ đúng không ạ? Thế nhưng mà chiếc xe này không phải với cái mức giá đâu nhá, mà chỉ có hơn 100 triệu thôi. Đấy, với một cái mức giá hết sức là yêu luôn. Bác nào mà yêu cái sự to cao rộng rãi đấy, và mình quan tâm đến về vấn đề nhiên liệu đúng không ạ? Quan tâm về vấn đề nhiên liệu thì chiếc xe này đáp ứng được cho các bác nhà mình đây này. Đây là phần form dáng hình thức bên ngoài của chiếc xe nhá. Đấy, mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc cho nên là nó cũng khá là lành và bền tiết kiệm. Đấy, la răng đúc kiểu la răng tăm và có phanh đĩa, có phanh ABS. Đấy, la răng đúc 4 bánh, lốp của xe vẫn còn dày. Có xem này, lốp khá là dày luôn đúng không ạ? Đấy, với lớp sơn đẹp. Đấy, chiếc xe nhìn rất là hầm hố luôn. Đây các bác nhìn này. Đấy, rất là mạnh mẽ. Đúng không ạ? Biển 4 số Hà Nội các bác nhá. Đấy, nước sơn đẹp. Chiếc xe quá rẻ luôn so với đây, phần hình dáng cho đến về chất lượng và cho đến về đời nữa đúng không ạ? 2007 cơ mà đúng không ạ? Em có mấy con xe kia nữa thì nó cũng là đời 2007 và 2008 nha các bác. Đấy, dòng này thì nó có chủ yếu là đời như thế thôi. Đăng kiểm của xe đến tháng 3 năm 2022. Đây các bác xem, đăng kiểm đây. Tháng 3 năm 22 nhá. Đây, lốp là răng nữa này các bác này. Đấy, nước sơn bóng đẹp, nội thất sạch sẽ. Và mẫu xe này các bác mua về mình không phải sửa gì nữa đâu, chỉ việc đi thôi, chỉ việc đổ dầu và đi thôi. Đi chiếc xe này thì siêu tiết kiệm rồi đúng không ạ? Bây giờ những chiếc xe máy dầu như này là đang lên ngôi đúng không ạ? Vì xăng bây giờ đang lên giá, mà dầu thì những chiếc xe máy dầu như này thì em thấy là các bác hiện tại trong thời gian gần đây đi tìm rất là nhiều. Đấy, để phục vụ các bác thì em cũng nhập về rất là nhiều mẫu xe máy dầu. Ở trong đó thì có Santa Fe máy dầu này, Santa Fe đời 2004, Santa Fe đời 2007. 2007 thì giá gần 400 nhá. Đấy, còn 2004 thì giá hơn 200. Còn thì có Isuzu Highlander, rồi có Samsung QM5. Đấy. Đây là những chiếc xe máy dầu bên em hiện tại đang có nha các bác. À, và đang có thêm hai con SsangYong Kiron máy dầu số tự động đời 2008 nữa. Đấy, thì giá cũng là hơn 200 triệu và gần 300 triệu các bác nhá. Đang có hai con. Đấy, rất là nhiều mẫu xe máy dầu mang về để phục vụ các bác. Các bác nhấn đăng ký kênh, nhấn theo dõi để xem thêm.
để nhận thêm video mới nhất mà em đăng lên. Và để xem thêm chi tiết hơn thì các bác hãy kết nối Zalo cho bên em để bên em gửi hình chi tiết cho nhá. Và ngay bây giờ đây thì em sẽ mời các bác mình xem chi tiết về chiếc xe mang tên là Stabic này. Có lẽ ngày xưa cách đây vài năm trước rất đắt tiền luôn, và năm nay thì chiếc xe này đã phù hợp cho rất là nhiều đối tượng rồi, kể cả như là các bác mình không có tiền, các bác làm công ăn lương, nhà nghèo cũng có thể là mua được chiếc xe này về đi, đúng không ạ? Chiếc này mà các bác chở hàng có tuyệt vời, đúng không ạ? Mình thay một chiếc xe bán tải nhá, chiếc xe này được phép chở cả người, được phép chở cả hàng phía sau nhá, vì đây là mẫu xe chở tiền, vì đây là mẫu xe chở tiền của ngân hàng, cho nên là mình được phép chở đồ từ khu vực này về khu vực này là mình được phép chở đồ nhá. Còn từ khu vực này chở lên thì mình được phép chở người. Đấy, như vậy rất là tiện lợi rồi, đúng không ạ? Bác nào quan tâm nhanh tay nhấc máy gọi điện cho bên em để được chốt xe theo mấy số điện thoại là 0938586307 hoặc 0389000555, hai số hotline, hai số Zalo, hai số chính bên em, địa chỉ 90.2 Trường Chinh, Tân Bình, thành phố Hải Dương nha các bác. Bây giờ mời các bác xem chi tiết về chiếc xe này. Bác nào quan tâm alo sớm để được chốt xe. Đây là phần mép cửa này. Đây là phần tắp đi cánh cửa này. Đấy, tắp đi cánh cửa đây nha các bác. Âm thanh hay. Đấy, có màn hình Android rồi. Đấy. Mấy chiếc xe này của bên em thì giá sẽ dao động từ 150 cho đến 190 triệu một con nha các bác. Tùy theo chất lượng mà em đánh giá. Bác nào quan tâm inbox sớm, alo sớm để được chốt xe. Đây là về phần hình thức của chiếc xe, phần nội thất bên trong. Đấy, ghế da này. Đấy, sàn da các bác nhá. Đấy, phần tapno, tapno rất là hay luôn, điều hòa mát rượi, mát lạnh luôn các bác nhá. Đấy, chỗ này thì là cái vị trí mình để đồ này. Đấy, mình mở cái này ra nhá. Đây, khay đựng đồ này. Đấy. Còn đây đồ nó đây. Cục đồ nó đây nhá. Dây điện kia là dây để mình cắm nối vào điện thoại nghe nhạc các nhá các bác. Đấy, phần tapno của xe được thiết kế bằng chất liệu da xịn cao cấp. Côn số lái của xe thì tương đối là ngọt ngào và nhẹ nhàng. Còn đây là cổng điện ra 12V này. Đây là màn hình này. Hệ thống điều hòa của xe thì là điều hòa ô tô kết hợp các bác nhá. Đấy, hai dàn điều hòa mình điều chỉnh ở đây. Đấy, màn hình sử dụng bình thường. Đấy, phần tapno của chiếc xe thì đồng hồ được nằm ở giữa. Đấy, màn hình đây nhá. Đấy, màn hình đây. Và mình có thể là vào mạng, vào nói chung là vào các kiểu luôn. Mình thích vào gì thì mình sẽ vào đấy, đúng không? Đây các bác này, vào YouTube, vào Facebook, đấy, Zalo các kiểu luôn, đúng không ạ? Đấy, và chiếc xe thì thiết kế có khóa khiển nhá. Đấy, đây là có còi hú nhá. Đấy, và đây là vô lăng này, đây là vô lăng. Đấy, và tapno bên kia. Chiếc xe thì hiện tại là đang bật về cái chế độ là đài FM. Đài FM cảm ứng khá là nhạy. Cốp đồ to. Đây, cốp đồ to này. Cốp đồ làm hai lớp luôn. Đây, lớp này rất là to luôn này. Các bác thấy chiếc xe có hay không? Đấy, được sơn rất bóng luôn nhá. Đấy, kính của xe được bọc dán rồi, nẹp kính đẹp. Thêm một cái cánh nữa, mời các bác mình cùng đón xem. Quá tuyệt vời luôn cho một chiếc xe như thế này, đúng không ạ? Đấy, nội thất sạch sẽ gọn gàng. Đấy. Sạch sẽ gọn gàng và ngăn nắp các bác nhá. Và cũng chia sẻ với các bác một chút đấy là chiếc xe này cũng chiếc xe này đấy ạ. Các bác mua về mình cứ thế mình đi thôi. Đấy, các bác nhá. Về vấn đề sang tên đổi chủ thì các bác alo cho bên em. Đấy. Con này mình sang tên đổi chủ thì sẽ mất thêm tiền. Và thứ hai thì chiếc xe này đấy có một cái nữa là nó có bị một chút va chạm các bác nhá. Đấy, cho nên là để cho các bác giá rất là hợp lý luôn. Đấy. Con này em sẽ bán với cái tầm khoảng 150 triệu trên dưới 150 triệu một tí các bác nhá. Bác nào mình quan tâm alo bên em. Đấy, giá bên em cũng đã chia sẻ cho bác mình biết trên giá trên đây rồi. Quá hợp lý luôn cho một chiếc xe đẹp như thế này, đúng không ạ? Rẻ hơn cả cái giá mà bên em nhập vào nha các bác. Đấy, chỉ vì là nó có một chút lỗi như vậy. Đấy, cũng chia sẻ với các bác mình luôn ở trên video, ở trên clip này để các bác biết. Chứ còn thì bình thường ra thì không có giá này đâu các bác nhá. Bình thường là không có giá này đâu. Đấy, con này thì chia sẻ với các bác là bên em cũng mới đổi được xe. Đấy, cũng định em định tính là con này để đi
làm xe công vụ cho mọi người đi lại đấy ạ, vì chiếc xe nó rẻ mà có hơn 100 triệu được chiếc xe đẹp như này, em đang tính là như vậy. Bác nào mua thì mua, không mua thì em để làm xe công vụ cho mấy anh em lái xe nhá. Còn tất nhiên thì những chiếc xe khác thì em cũng chia sẻ với bác là về vấn đề là va chạm đấy ạ, là sẽ không có. Còn chiếc xe này thì nó có một ít nhá, một ít nhưng mà không nặng đâu các bác nhá. Thì bác nào mà quan tâm đến chiếc xe này, mình muốn biết cụ thể hơn thì hãy gọi điện cho bên em để bên em tư vấn chi tiết cho các bác nhá. Đấy, điều hòa hai dàn mắt lạnh luôn. Đấy, khung vỏ đẹp. Nói chung là tình trạng của chiếc xe em cũng sẽ giới thiệu luôn cho mình ở trên đây. Còn thì về vấn đề va chạm đấy ạ, thì nó không phải tai nạn nặng đâu nhá các bác. Đấy, gọi là va quẹt nhẹ, va chạm nhẹ thôi, không đáng kể đâu ạ. Nói chung là về vấn đề va chạm, va quẹt thì gần như những chiếc xe ô tô cũ đi ra ngoài đường thì các bác biết là nó cũng có ít hay có nhiều đúng không ạ. Nếu mà có nhiều là bên em không nhập đâu, không mua đâu. Đấy, và có ít ấy, thì trong trường hợp là đổi xe như con này, trường hợp đổi xe mà nó bị va chạm ít thì bên em vẫn nhập. Đấy, bên em vẫn mua, vẫn nhập về. Đấy, và cũng sẽ chia sẻ cho các bác mình luôn ở trên cái clip, trên cái video để các bác biết tình trạng, các bác biết về chất lượng. Đấy, và cũng làm sao để cho các bác cái giá nó rẻ thôi, không phải là chiếc xe mà nó như vậy mà bên em bán giá bằng giá mà giá bình thường đâu, giá thị trường đâu các bác nhá. Giá thị trường của những chiếc xe này nó dao động tầm khoảng trên dưới 200 triệu cơ. À, trên dưới 200 triệu các bác nhá. Đây đây các bác xem. Bốn kính điện lên xuống nhẹ nhàng này, gương kính chỉnh điện bình thường. Gương chỉnh điện bình thường nhé các bác. Đấy. Bác mình xem về cái vấn đề này. Ở chỗ này nha thì có một cái miếng da nó cũng hơi sờn một tí. Đấy, chỗ này này thì các bác về mình vá nhá, hoặc bên em vá cũng được. Vá cái này hết có 100.000 thôi, 100.000 cái miếng này này, đây, miếng này này, đấy. 100.000 thôi các bác nhá. Đấy, cũng chia sẻ với các bác một chút như vậy. Với lại cái cửa gió này đấy thì nó thiếu mất một cái thanh. Đây, nó thiếu một cái thanh đây. Đấy, thiếu một cái thanh ở đây nhá. Cái thanh này thì cũng đơn giản thôi, thì bên em có thể là thiết kế cho các bác được. Cái này không lấy tiền các bác luôn vì nó quá rẻ đúng không ạ. Ra kia bảo thợ người ta làm cho đơn giản thôi. Đây, côn số lái của xe thì nhẹ nhàng nha các bác. Đây, cốp đồ thì chưa đóng hết này. Đây, cốp đồ này là chưa đóng hết nhá, thì nó hở như vậy. Đây, vâng, em cũng đã mời các bác xem phần nội thất bên trong thì đến đây cũng gọi là tầm khoảng 90% rồi. Em còn quay lốt cái khu vực này nhá, quay lốt khu vực này để cho các bác xem lốt. Đây các bác này, đấy, cái vị trí này là vị trí bằng da. Đấy, chỗ này bằng chất liệu da nhá. Thì theo năm tháng thì nó cũng hơi gọi là nó chuyển màu một chút. Đấy, về mình bọc lại cái da này nhá, mình thay luôn cái da này đi. Cái da này bên em thay thì nó hết tầm khoảng 50.000. 50.000 cái chỗ da này. Da rất là rẻ đúng không ạ? Còn thì da trên đây thì rất là đẹp này. Bốn cánh cửa xe được thiết kế bằng chất liệu da nhá. Đấy, cái phần trên này này, bằng chất liệu da. Đây, lốt cái phần nội thất để mời các bác mình đón xem. Em rất kết cái phần nội thất của con xe này luôn. Đấy, rất kết về phần form dáng cho đến phần nội thất đúng không ạ? Rất to như vậy. Chỗ này mình nếu mà làm dọc ra là được mấy người liền đây này, 3-4 người liền nằm đúng không ạ? Nếu mà ngồi khoanh chân thì cái khu vực này em thấy là phải tầm khoảng được 7-8 người. Đấy, ngồi khoanh chân đúng không ạ? Ngồi khoanh chân ở khu vực này em thấy phải được tầm khoảng 7-8 người luôn. Kết hợp với lại các bác mình ngồi ở trên đây nữa, trên đây được tầm trên là 2 đúng không ạ? Ở dưới này là 4, tức là 6 người nữa đúng không ạ? Hơn chục người luôn. Vâng, vậy là em cũng đã quay xong phần nội thất bên trong của mẫu xe Stabic này. Các bác xem đến phần khác, phần bên ngoài, phần máy, phần gầm nhá. Một chiếc xe máy dầu to cao rộng rãi, siêu rẻ. Và dòng này cũng siêu bền nhá. Mẫu xe của ngân hàng cơ mà đúng không ạ? Mẫu xe của ngân hàng thì các bác biết là nó rất là bền. Nó bền thì ngân hàng người ta mới mang ra sử dụng để làm xe chờ tiền đúng không ạ? Đấy, nước sơn của xe rất là bóng này.
Con xem. Rất là bóng nhá. Đấy, rất là bóng. Xe nhập khẩu thì nó cũng sẽ chắc chắn về vấn đề là thân vỏ này. Đấy. Nó sẽ bền hơn so với những chiếc xe mà nó là lắp ráp, đúng không? Lắp ráp tại Việt Nam. Đấy, logo của xe đây, logo đây các bác nhá. Đấy. Và đây là bản SV270. Đây là tên Stavic này. Còn đây tên hãng là SsangYong này, đúng không? Các bác nhìn xem là có camera lùi. Đây các bác xem là camera lùi đây nhá. Sơn xi bóng đẹp, đúng không ạ? Đây. À, đứng từ vị trí này thì các bác thấy cái phần form dáng ở đây. Nhìn rất là ngầu luôn, đúng không ạ? Nhìn như là một cái ngôi nhà di động. To như là một cái ngôi nhà di động luôn. To như là những chiếc xe 9 đến 12 chỗ. Đây các bác xem. Nhiều bác bảo là những chiếc xe to cao rộng rãi như này thì nếu mà là máy xăng thì chắc là tốt lắm, đúng không ạ? Nhưng mà rất là may cho các bác, đấy là chiếc xe này nó chạy bằng dầu nha các bác. Đấy, đèn pha đẹp. Một bộ lốp rất là dày, cả 4 quả luôn. Đây cả 4 quả luôn này các bác này. Đấy. Bây giờ thì đến cái phần động cơ nhá. Động cơ và khu vực gầm. Đây gầm đây các bác này. Nói chung là gầm của xe thì cũng chỉ là hơi han han một chút thôi. Vâng nhá. Đấy. Gầm của xe cũng còn tương đối là đẹp. Đấy, còn đây là phần gầm này. Đây gầm đây các bác này. Gầm đây. Còn đây là máy nhá. Mời máy luôn nhá. Máy đây. Đây máy rất là sáng đẹp nhá. Máy bên em đã kiểm tra rồi, máy số ngon. Gầm bệ chắc. Đấy, chạy là không có tiếng kêu nhá, không có tiếng kêu gì ở dưới gầm nhá. Còn máy số thì yên tâm rồi. Vâng, vậy là chiếc xe SsangYong Stavic nhập khẩu Hàn Quốc này em đã giới thiệu và quay cho các bác mình đến đây gọi là các khá tương đối là đầy đủ và chi tiết về hình thức nội thất, đúng không ạ? Tình trạng của xe là cũng báo luôn cho các bác mình biết ở trên đây. Thì các bác đúng chân, các bác đang có tầm tiền hơn 100 triệu muốn mua chiếc xe máy dầu to cao như này thì mình nhấc máy sớm alo cho bên em để được chốt chiếc xe này với giá hợp lý hơn nữa. Theo hai số 0938586307 và 0389000555. Các bác lưu vào nhé, khi cần thì mình hãy nhấc lên gọi điện cho bên em, kết nối Zalo cho bên em để được tư vấn chi tiết hơn nữa. Vâng, xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm ủng hộ.